mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao. Tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương ôi là và đẹp như ước mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên người đêm thâu mong một người nỗi nhau, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Xin chào toàn thể các bác anh em Nho Audio. Vừa rồi là các bác anh em đang được thưởng thức bộ dề bao LOD Hitachi hay còn gọi là kéo đẩy của Nhật Bản, phối hợp với cặp loa ung thờ của Mỹ, một cặp loa cổ có một cái hình thức phải nói là rất là tuyệt vời về hình thức kinh chúng ta trưng bày đậm chất cổ điển. Trước hết về bộ dề bao này, bộ dề bao hay còn gọi là kéo đẩy LOD có mã hiệu là 4580 và cái power là 3780. Cái dề là 3580 và power là hay gọi là cục đẩy 3780. Cục đẩy này thì sử dụng mạch clap A và đánh 4 con sò Hitachi sắt, phía trên là đầu thu radio rất là đẹp mắt. Đây là một cái bộ com lê rất là sang trọng và đậm chất cái cổ điển vintage khi mà chúng ta set up cũng như là phối ghép loa bày rất là bắt mắt ạ. Toàn bộ những cái đèn các bác có thể thấy màu lên màu xanh cốm nhẹ này, nó là đèn zin nguyên bản. Bộ này thì có thể nói là đẹp hoàn hảo như anh em thấy đấy ạ. Em quay rất là chậm để các bác có thể thấy từng góc cạnh cũng như là núm nút của mặt phay nhôm, toàn bộ của cái bộ kéo đẩy và tuner này gần như là hoàn hảo ạ. Bộ này thì rất là dễ phối ghép với nhiều các dòng loa, rất là nhiều các dòng loa Nhật cũng như là Mỹ, trở kháng là 4 đến 16 ohm, đánh được hai đôi loa chỉnh bát chép, rồi rất là nhiều các chức năng ở đây. Đây là con rè hay còn gọi là cục âm sắc, đây là cái power nhá. Bộ này thì có mức giá là 5.800.000 đồng, rất là sang cũng như là hay về độ phối ghép. Và tiếp tục là bên cạnh là cặp loa Uther. Cặp loa này thì cũng rất là cổ rồi, ra đời vào những năm 1969. Uther. Cặp loa này, cái mã hiệu Uther này, nếu mà anh em chơi đồ Mỹ thì rất là quen thuộc với những dòng loa toàn dài đồng trục, đúng không ạ? Rất là quen thuộc với các cái hãng này, nó chuyên sản xuất những cái cặp loa toàn dài cổ, tiếng rất là hay. Ở đây thì loa là lưới zin các bạn nhá. Lưới này dạng là lưới bông. Lưới bông gần như là mới á. Đấy, đẹp lắm. Và thùng là thân thùng này là thân thùng gỗ lạ. Cấu hình 3 đường tiếng. Đây là đời loa cổ nên là phải mở họng phía sau thì lát nữa em mình sẽ mở ra.
cặp loa này nó có một cái kích thước rất là to, khi mà quay như thế này thì nó không thể hết được, phải đứng xa ra. Đấy. Trước hết là anh em các bác cứ nhìn qua về phần thùng ạ, thùng gỗ lặng tuyệt vời về độ đẹp, rất là to. Con này nó có một cái kích thước như sau. Về phần chiều ngang này, chiều ngang là 36, chiều sâu là 36, gần 36 thì em cứ tính 36 cho dễ, tại vì nó 35 phải mấy đó, 36 chiều ngang và chiều ngang 36, chiều sâu 36 và cái chiều cao của nó, chiều cao là 70 anh em nhé. Loa rất là nặng, đánh 3 đường tiếng gồm có một bát 30, một cái chung lớn ở đây và một cái chép kèn có thông hơi. Bên loa bên này cũng vậy. Nói chung về cặp loa này thì chúng ta bày thì không có gì để mà nói nữa, quá là tuyệt vời và giá lại cực kỳ là hợp lý cho các bác chơi. Con này lưới thì nó có ánh đèn nên là nó soi vào đây thì nó hơi sáng màu một chút, chứ là màu là đều nhau các bác nhá. Bây giờ em mình sẽ mở cái phần phía sau cho các bác xem. Đấy, các bác thấy cái cặp loa này nó đồ sộ với cái kích thước như thế, cao 70, ngang sâu là 36. Đấy. Như một cái thân gỗ rất là đẹp. Gỗ lạng nha các bác nhá. Về phía sau thì cặp loa này nó sẽ cho chúng ta một cái xeo chỉnh cổ ở đây dành chỉnh cho chép. Để lấy một cái COVID mở cái phần này nha. Ở đây em mình đã phải mở hờ ra một chiếc, mở sẵn ra rồi. Đấy. Ui, toàn bộ nó là bằng cái bông ngứa thủy tinh. Đây là bên trong nội thất của cái cặp loa Uther này. Các bác có thể thấy đây là một cái bát 30 ạ. Toàn bộ củ loa, tiếng loa là còn duy nguyên, chưa mở ốc, còn nguyên cả những cái keo mà họ niêm phong ở đây các bác nhá. Nên là cứ yên tâm về chơi với cặp loa này. Mở ra còn thơm nước mùi Mỹ. Đấy. Đây là bát 30. Một cái chung phía trên này đây ạ. Chung này là chung 12 các bác nhá. Chung 12. Đây các bác để ý mã số giùm em. Đấy. Phía trên là cái kèn ạ. H458 kèn rất là lớn. Đấy, kèn ở đây, chép kèn và một cái thông hơi rất là lớn. Thông hơi này bằng cái loa mid toàn giải. Đấy. Thùng thơm á, đúng đặc trưng người Mỹ. Và cặp loa Uther có một cấu hình và thùng rất là đẹp ở đây, 3 đường tiếng và có xeo chỉnh. Có mức giá là 7.500.000 đồng các bác nhá. Uther của Mỹ. Để em ghim cái ốc này không nó rớt. Cái điện thoại này nó không có dừng hình được. Đấy, bắt buộc phải quay liền tù tì như này. Rồi bây giờ mình xin phép dừng video tại đây. Cặp loa này rất là đáng để chúng ta chơi với một cái mức giá là rẻ như vậy. Đấy, cùng với bộ dè bao. Thì anh em các bác nào có nhu cầu sở hữu thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em mình nhá. Bộ này bày thì quá là chất lượng luôn. Vừa đẹp vừa sang. Thùng gỗ lặng, có xeo chỉnh, bát 30, chép kèn, mid 12. Rồi mình xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian và Ngọc theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.